Tiếp nối thành công của các mùa giải trước, giải marathon quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 3 đã bắt đầu diễn ra vào 4 giờ sáng nay, ngày 22 tháng 9. Giải chạy vinh dự trở thành một trong những sự kiện tiêu biểu kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2024, góp phần tôn vinh di sản văn hóa và lịch sử của Hà Nội. Với sức hút của một giải chạy chuyên nghiệp được khẳng định qua 2 năm, giải marathon quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 3 thu hút hơn 10.000 vận động viên tham gia. Đặc biệt có sự tham gia tranh đấu của nhiều vận động viên chuyên nghiệp, những runner phong trào có sức ảnh hưởng. Một trong những điểm ấn tượng hàng đầu tại giải chạy Hà Nội chính là cung đường đậm chất di sản của thủ đô. Theo đó, các vận động viên sẽ xuất phát từ quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, địa danh văn hóa du lịch nổi tiếng tại trung tâm quận Hoàn Kiếm. Người tham gia có dịp chạy qua cung đường di sản đặc biệt với 39 địa danh lịch sử của Hà Nội như Hồ Hoàn Kiếm, Đền Ngọc Sơn, Nhà hát lớn, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cầu Long Biên. Với chủ đề sải bước tới phiên bản vượt trội và tinh thần tôn vinh di sản qua từng bước chạy, bên cạnh khuyến khích tinh thần thể thao mạnh mẽ của mỗi người, giải chạy còn muốn giới thiệu vẻ đẹp văn hóa Hà Nội nghìn năm văn hiến, kích cầu du lịch.